giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Nhã Phương nhanh chóng có phản ứng khi vướng tranh cãi vì than phiền chuyện vóc dáng. Mới đây, Nhã Phương đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh sau Tết với nội dung than phiền vóc dáng. Tuy nhiên, bà xã Trường Giang chẳng những không được ủng hộ mà còn bị nói ra nói vào đến mức đổi luôn cả dòng trạng thái. Tăng cân vẫn luôn là nỗi lo thường trực của những chị em phụ nữ. Nhã Phương không ngoại lệ. Ngày 19 tháng 2, nữ diễn viên đăng tải trên trang cá nhân qua 8 cái bánh tét cùng nhiều thể loại ăn đồ đậm chất Tết. Và ai chuẩn bị thì mọi người cũng biết hết rồi. Thì đến hôm nay xin được dừng ăn để giữ vóc dáng được không ạ? Thay vì tập trung trả lời thắc mắc của Nhã Phương, cư dân mạng lại phản ứng gay gắt chuyện nữ diễn viên giảm cân. Theo đó, nhiều bình luận cho rằng vóc dáng của Nhã Phương hiện tại đã rất thanh mảnh, không nên ốm hơn nữa. Một số khác bức xúc hơn khi nhận xét Nhã Phương than thở quá nhiều, dù trong cô gầy lộ cả xương. Trước phản ứng trái chiều từ phía cư dân mạng, Nhã Phương có động thái đổi chú thích. Từ chỗ than thở vóc dáng, bà xã Trường Giang đổi sang dòng trạng thái thả thính. Đây được cho là hành động nhằm tránh sự tranh cãi từ cư dân mạng. Đây không phải lần đầu Nhã Phương được cảnh báo về chuyện cân nặng. Trước đây, cô thậm chí còn được ví như bằng chứng sống cho trường hợp không phải cứ gầy là đẹp. Nhiều lần nữ diễn viên để lộ cơ thể gầy đáng báo động, khi thì cánh tay xương xẩu, khi lại vòng một thiếu sức sống. Bản thân Trường Giang chẳng thể về phe bà xã khi anh thường xuyên lên tiếng tố cáo vợ bị hoang tưởng về cân nặng. Vợ tôi một ngày ngủ 2-3 tiếng, sáng 6 giờ đã dậy tập thể dục. Vợ tôi là mẫu người bị hoang tưởng về cân nặng, chỉ cần tăng 1 kg cũng than, dù ngày nào cũng nhảy lên cân. Hiện tại, câu chuyện vóc dáng của Nhã Phương vẫn đang gây nhiều tranh cãi. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.